học hàm lý thừa. Bài này là bài dễ. Hàm lý thừa thực ra quan trọng nhất đó là cái điều kiện. Mở đề ra thì đề thường thường sẽ hỏi về mặt điều kiện và nó sẽ rất là khó nhá. Ở chương này nó không hạn não giống như chương hàm số. Hàm số thì phải có những cái câu là biến đổi cả cái bảng này nó mới ra bài, nhưng chương này nó dễ hơn rất là nhiều. Thấy bảng này, ngày này 4 buổi nữa chúng ta sẽ đập thay nhau. Chương này dễ bằng 1/5 chương hàm số. Ok, chương này muộn nhất thì là 8 buổi, không 7 buổi này. Thế chương này chúng ta có biến cố gì không? Chúng ta đi vào kiểu đầu tiên, mục tiêu là 3 dạng. Và hôm nay thầy nói với em rằng hôm nay là bài sách nha. Bài 1.1 bao giờ cũng cô Lâm ạ. Ok, chúng ta sẽ làm quen với hàm lũy thừa. Hàm lũy thừa là gì? Hàm lũy thừa là gì? Ok, thế bạn. Thực ra hàm lũy thừa là một dòng cái có bản chất. Bản chất. Cứ tin nha, thầy bảo dễ là dễ. Hàm lũy thừa là hàm có dạng đấy. Cái linh tâm của Việt Đức hôm nay đi tham quan trước bảo rồi. Hàm lũy thừa là hàm có dạng x mũ alpha. Hàm lũy thừa là hàm có dạng x mũ alpha. Trong đó này, x chúng ta là một số thực. Hàm lũy thừa là hàm y bằng x mũ alpha, trong đó x ở đây là hàm số thực. Alpha là gì ạ thầy? Alpha là một số bất kỳ. Đây là hàm lũy thừa này. Y bằng x mũ 3. Thầy ơi, cái hàm số mũ là gì? Hàm số mũ là hàm ngược lại. Đây là hàm số. Mình phải phân biệt trước, mình làm bài cho bay. Hàm số mũ ở dưới nó là cơ số, ở trên nó là ẩn. Còn hàm lũy thừa ở dưới nó là ẩn, ở trên là hàm số. Nếu ở trên là hàm số thì người ta gọi là hàm lũy thừa. Còn ở trên nó là ẩn thì người ta gọi là hàm số mũ. Còn loga, thằng này là con trai, thằng này con gái, thì loga thằng ở giữa, lớn. Loga sẽ cuối cùng. Ok không nhỉ? Hết. Thế nên bản chất hàm lũy thừa thực ra rất là đơn giản. Còn mổ xẻ ra nó mới khó. Được không nhỉ? Mổ xẻ ra nó mới khó. Còn khó như thế nào chúng ta sẽ đi từng ý một. Hết nhá. Hàm lũy thừa thầy ơi, khó nhất ở cái chữ gì? Khó nhất ở cái mũ. Đấy, khó nhất ở cái mũ. Và thầy sẽ đi vào dạng đầu tiên. Điều kiện của hàm lũy thừa là gì? Mình sẽ đi đến từng ngóc ngách của vấn đề nha. Rồi, đó là ý thứ nhất. Có lẽ trước lúc đi vào dạng đầu tiên thầy phải đốt lại cho em nhé. Nốt nhé, nốt này. Sách giáo khoa người ta giới hạn, đây là giới hạn. Sách giáo khoa người ta giới hạn khảo sát hàm này là x thuộc trong khoảng từ 0 đến dương 1. Mình nhìn định hướng để mình học, không phải học tất. Sách giáo khoa người ta đã giới hạn hàm lũy thừa chỉ học x trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Mà x thuộc khoảng từ 0 đến dương vô cùng, người ta nói rằng x là một số dương. Mà với x là một số dương, nhớ kỹ để làm bài nhé. X là một số dương thì alpha có bằng bao nhiêu đi chăng nữa, thằng này luôn là một số dương. X alpha luôn dương. Nhớ để làm trách nhiệm nhé. X mà là một số dương thì alpha dù âm dù dương em bấm máy tính thoải mái, đáp án nó luôn luôn là một số dương. Em nhớ cái này để kẹo nữa mình làm trách nhiệm và mình so sánh cho nó hay. Xong kín bảng hết dạng 1, xóa bảng nhắc thứ 2 hết dạng 2. Dạng 3 là điều kỳ diệu, là một câu là hiểu, dễ thôi. Cố lên, cô học ca trước luôn rồi, tôi cố lên nha. Cái sức dạng cảm xúc khác hơn, bye bye. Chúng ta đi vào cái thứ 2. Hay nhỉ? Nói về hàm lý thừa có lẽ cái hay nhất là cái điều kiện. Và trường mũ và logarit này có lẽ là ta chết, người ta chết vì cái điều kiện. Những cái khác không chết, tất cả người ta chết vì cái điều kiện. Và em ơi, điều kiện này phải làm rất là tỉ mỉ nhá. Riêng cái này phải làm tỉ mỉ nhá. Hàm logarit nó giống như cô gái nó đang đến cái ngày nó câu có ấy. Hơi tí phát là thành một cái gì đấy nó khác ngay. Điều kiện chia ra làm 3 trường hợp cụ thể sau đây. Mình kỹ điều kiện này. Nhìn này, không bao giờ học điều kiện lần thứ 2. Alpha là một số nguyên dương. Alpha mà là một số nguyên dương.
dương thì hàm này tập có điều kiện là x. Điều kiện này gọi là miền D nhé. Nếu alpha là một số nguyên dương thì điều kiện ở đây nó là R. Có nghĩa là xác định với cả mọi x nha. Ví dụ này, y này. Thấy hơi thế nào gọi là nguyên dương? Nguyên dương độc luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế hơi số 0 có phải nguyên dương không? Không. Ok chưa? Thế nguyên dương chỉ có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em nhìn điều kiện này, x trừ 3 tất cả những 7 thằng này có điều kiện là D bằng R, làm trong một nốt nhạc thôi. Người ta không nhìn thẳng ở dưới, người ta chỉ nhìn số mũ thôi. Mũ nguyên dương tập xác định là R. Xong chưa? Xong, nhớ kỹ để làm bài nhá. Nhìn thấy này, alpha, alpha này 2 chấm bằng 0, bằng 0 hoặc bằng 0 này, hoặc này ở nguyên âm, nguyên âm. Nếu alpha bằng 0 hoặc nguyên âm thì điều kiện rất là đơn giản, đó là D bằng R trừ đi. Đấy. Vì như vậy sợ em không hiểu nên ở đây thầy sẽ mở ngoặc luôn. Nếu alpha mà là nguyên âm hoặc alpha mà là bằng 0 thì mở đề ra em đặt điều kiện rất là nhanh, chỉ mấy nốt nhạc thôi, cho x khác không, thế là xong cái bài nhá. Thầy có thể viết cho em đề năm ngoái, đề năm ngoái chắc là thầy đánh máy ở trong cái tờ bài tập về nhà rồi. Thế đây thầy 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 trên này, em hãy tưởng tượng này, địa bất kỳ nhá, x trừ một, em thích số mấy, x trừ một mũ không. Người ta tưởng x trừ 1 mũ 0 thì thằng cái gì mũ 0 trả bằng 1 sai. Không mũ 0 là không xác định. Em được quyền lấy máy tính bấm không mũ 0, mắc error nha. Thế nên nhìn này, nếu mũ mà bằng 0 hoặc mũ là nguyên âm. Thế là nguyên âm là gì? Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5. Thế là trừ 1,5 có phải nguyên âm không? Không à. Số nguyên thì nó không có dấu phẩy, hoặc đằng sau dấu phẩy nó phải là số 0. Ok chưa? Ok. Thế thì nếu gặp bài này điều kiện đơn giản lắm em ơi. Số 0 đúng không? Cực kỳ máy móc. X khác 1. Ok chưa? X trừ 1 khác 0 và x khác 1. Và x khác 1 có ai ghi điều kiện như thế đâu? Biến D bằng R trừ đi một giá trị. Ok không nhỉ? Ok. Ở trường hợp tiếp theo, em đến đây thì coi như em được một câu trong đề thi rồi, mặc định được một câu. Alpha không nguyên, không nguyên, nguyên. Thầy ơi, alpha không nguyên, à alpha không nguyên điều kiện là x lớn hơn 0. Alpha không nguyên điều kiện là x lớn hơn 0. Thầy nói đùa em, thầy làm 4 câu mà em bảo rằng xong. Xóa bảng lần thứ nhất, không bao giờ để nhắc lại điều kiện. Cái này lần thứ hai, siêu dễ, được không nhỉ? Còn tại sao nó dễ? Thầy xin phép giải từng ý một. Chúng ta được làm bài tập dạng đầu tiên, em xem trong cái tờ bài tập, thầy làm dạng đầu tiên. Thầy thiết kế 10 câu nhưng thầy làm cái câu số 4 này em chán luôn. Thầy làm bài đầu tiên, bài 1. Rồi, em xem cái bài dạng đầu tiên. Bài 1.1. 1.1, cẩn thận. Trước rồi ở đây thiếu cái chú ý rồi. Thiếu chú ý. Có căn là không phải hàm lý thừa đâu nha. Chú ý này, chú ý này. Hàm căn không phải hàm lý thừa đâu nha. Nếu căn ở đây mà là chỉ số lẻ thì D bằng R. Thực ra là phải cẩn thận thôi. Em có thể ghi chú ý. Nếu căn mà chỉ số chẵn nha, nó không phải hàm lý thừa đâu. Đừng tưởng rằng em khai căn ra thì nó trở thành hàm lý thừa, nó khác nhau đấy. Chỉ số chẵn thì A thì đây căn. Nếu gặp hàm căn chỉ số lẻ thì luôn đúng. Chỉ số chẵn thì biểu thức đó lớn hơn bằng 0 nha. Thế chẳng qua thấy cẩn thận. Chẳng lẽ căn thì học bao nhiêu năm thì cũng biết.
Thầy làm chậm, thầy xin phép làm 4 câu còn lại thì để dành cho cả lớp. Bài đầu tiên, chỉ nhìn thôi nha, chỉ nhìn bài đầu tiên này. Y bằng 1 trừ x bình, cái mũ là số pi. Phải, 1 trừ x bình, pi. Thầy giảng tường tận, chậm ơi là chậm. Để về sau câu này chỉ là vài giây. Mẹ ơi, nhìn đây này, pi là 3,14. Không phải là số nguyên dương, không phải là số nguyên âm. 3,14 là số không nguyên. Mà nếu 3,14 là số không nguyên thì điều kiện tồn tại hàm này là 1 trừ x bình bằng số dương. Thế bạn, thế nên cái mũ nó ảnh hưởng đến cái ở dưới. Và bài thi phải bao giờ nó cũng là x, mà nó là một biểu thức nhìn vào cái mũ ảnh hưởng đến điều kiện của thằng ở dưới. Không nguyên cho dương, nguyên âm khác không, nguyên dương luôn đúng. Đấy, thầy làm rất là chậm nhé. Thế đến đây tự nhiên cái thằng này thì em phải nghĩ sao chứ, đúng không? 1 trừ x bình em ra được 2 nghiệm cộng trừ 1. Đây, coi như chúng mình nói chuyện với nhau bằng hình vẽ. Trong trái ngoài cùng, trong trái ngoài cùng, được không nhỉ? Vậy nghiệm ở đây là bao nhiêu? Trừ 1 đến. Ủa, thằng này viết tường tận ra quá thì nói không hay. Ok, xong 1.1. Thế lên chương này bắt niềm tin bắt đầu từ những cái bài rất nhẹ nhàng. Xong bài đầu tiên, bài 2 không phải hàm lũy thừa đâu. Hàm căn người ta gọi là hàm vô tỉ đấy, không phải hàm lũy thừa đâu. Thế nên câu này thì cho vào để lừa em thôi. Căn bậc 4 này là 1. Bài 2.1 hàm ở đây là x bình trừ y 3x trừ y 4 căn bậc 4. Thế thì để làm câu này thực ra điều kiện cũng chả biết nói không gì nha. X bình trừ y 3x trừ y 4 của nó bằng 0, chẳng lẽ không bấm được máy tính nữa thì chịu. Còn ai nhầm được thì thầy khuyến khích nha. Có nghiệm ở đây là trừ 1 và 4 trong trái ngoài cùng. Em ơi, thầy ra nghiệm rồi này, trong trái ngoài cùng thầy ra nghiệm rồi này nha. Rồi, em được quyền ghi nghiệm hoặc được quyền ghi ra kết quả. Nghiệm ở đây là từ âm vô cùng đến trừ 1 và 4 đến dương vô cùng. Hàm số luyện cho mình thì cái này quá đẳng cấp rồi. Thế thì điều kiện của bài này là nhìn D bằng âm vô cùng đến trừ 1 ngoặc vuông nha. Ngoặc vuông hợp với 4 cho đến dương vô cùng ngoặc vuông nha. Nếu không bấm thì không nói gì cả nhá. Thằng này không phải hàm lũy thừa, cho để nhiều người hay nhầm. Nhiều người thường là bỏ căn ra thì nó mũ 1/4. Mà mũ 1/4 không nguyên cho nó lớn hơn không? À đấy, căn không liên quan đến lũy thừa đây cả. Được không? Để bỏ ngoặc ra mũ 1/4, thầy ơi, thằng này không phải lũy thừa khác. Câu 3.1. 3.1 nếu mà nói trong 5 giây thì chỉ muốn nói với em câu này thôi. Chỉ nhìn mũ thôi. Có nhìn thấy mũ là âm 4 không? Chuẩn không? Mũ là âm 4, thằng này là nguyên âm, cho nó khác không? Chả biết nói có gì. Cho nên tớ chỉ muốn xóa bảng một lần. 3.1 này, 3.1 số mũ là số âm. Vậy điều kiện là, cùng nhìn nhé, cùng nhìn nhá, 4 x bình trừ 1 khác không? Sửa cái dấu âm 4 thành âm 2018. Đáp án 4 x bình trừ 1 khác không? Mọi thằng nguyên âm cho khác không? Bằng không cho khác âm, à cho khác không. Lý do là cho khác không sau này giải thích nó rất là đơn giản. Mũ âm thì khi biến đổi xuống dưới mẫu nó thành mũ dương, nhưng dưới mẫu để có nghĩa thì nó phải khác không. Đấy là giải thích thôi. Còn đây mình ốp nguyên là xong rồi. Thế ở đây mình bấm máy tính thôi. X khác cộng trừ 2. Ở đây chứ 1/2. Ôi chứ, nhưng mà đáp án người ta ghi như này. Trừ khi em không hiểu thôi. R trừ đi 2/4. 2/4 nhá. Không biết người ta có ghi cẩn thận không? 1/2 và 1/2. Đây là dấu tập hợp. Tôi đúng với cả mọi R nhưng mà trừ đi 2 giá trị. Nó là trừ 1/2 và 1/2. Ok chưa? Rồi. Thầy nói đùa với em câu. Nhìn này. Nhìn câu 3.1. Câu 3.1 nghe thầy giảng nó toát lên được cái điều kỳ diệu. Nhìn 3.1 nhá. Trừ 4 xóa dấu trừ đi. Câu 1 đều cái trừ 4 xóa dấu trừ đi thì câu 3.1 đến đáp án A. Hiểu thấy không?
xóa dấu trừ đi câu số 1 điền câu 3.1 điền đáp án A. Nguyên Dương đừng bao giờ nhìn. Luôn đúng. Ok chưa? Nguyên âm và bằng 0. Cho khác 0. Ok chưa? Không nguyên. Không nguyên thì dù âm dù dương cũng không quan trọng. Không nguyên cho lớn hơn 0. Thầy làm một lần nữa. Còn từ câu 5 đến câu 10 tức là. Được chưa? Đó, không sai câu nào mình được quyền chuyển. Câu 4.1, câu 4.1 thầy lấy đề gì rồi? Thầy không biết năm bao nhiêu mà rồi. 4.1 là chuyện rồi. Thôi thầy làm câu 5.1 đi. Dạ, 5.1 đi. Em ơi, cho thầy làm câu 5.1, 4.1 kèm em tự làm. 4.1 thì đọc đáp án luôn. 4.1 bằng máy tính thì nó ra trừ 3 phần 2 và bằng 2. Câu 4.1 thì là bằng C. Đấy, nhẹ nhàng không? Được chưa? Rồi, thầy làm câu 5.1. 5.1, thầy dành thời gian thầy xóa bảng. 5.1 mở đề ra nhìn thấy số này là số không nguyên. Sướng luôn nha. Nó chỉ mấy giây thôi. Nhưng mà bà trong đề thi đại học thì mặc định có một câu điều kiện của Hoàng Mỹ Thừa. Mặc định được một câu. Thế thì mở đề ra thầy cũng chả biết dạy em cái gì nữa. Lớn hơn không? Mũ không nguyên cho lớn hơn không? Thế thì nếu cho lớn hơn không thì bấm máy tính nó ra 2 nghiệm. Trừ 2. 2 trong trái ngoài cùng. Vậy nghiệm ở đây là âm vô cùng đến trừ 2 hợp với 2 đến dương vô cùng. Ok, 5.1 điền đáp án A. Tất cả làm đến câu 10.1 rồi đợi thầy giảng dạng hạn. Hết bài nha, làm càng nhanh càng tốt, anh được không? Ok, thầy cho mình đi vào ý số 2, đó là đạo hàm của hàm lý thừa. Đạo hàm của hàm lý thừa thường thường nó sẽ là hàm hợp. Ok chưa? Thì ở đây thầy có hai cái bảng, một cái câu dễ và một cái câu khó. Thực ra ai nhìn ra được quy luật nó dễ lắm, nó không khó như mình nghĩ đâu. Và em ơi, nhìn thầy nhé, nhìn thầy này. Rồi, nếu mà dễ thì người ta cho như thế này. Dễ là người ta cho gì? Y hệt như này. Y bằng x mũ alpha. Nếu đạo hàm lên thì nó bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Thầy hâm mãi cái đèn học suốt rồi. Ừ, thầy thiệt kể cảm ơn. Nhớ y bằng căn x thì đạo hàm lên thì bằng dạ. Đấy, dễ có nghĩa là nó giống y hệt hệt như thế này thì là dễ. Khác một dấu chấm dấu phẩy thì người ta gọi là khó. Khó này trong sách người ta gọi là hàm hợp. Nhưng mà thầy thích kiểu thân thiện như này. Khó có nghĩa là nó không phải là x. Yeah. Thế nên ở đây thì ý rất là rõ là u khác x. Nếu không phải là x thì người ta làm như thế này. Y bằng u mũ alpha khi đạo hàm lên cho bạn bằng này alpha nhân u mũ alpha trừ 1. Alpha nhân u mũ alpha trừ 1. Nếu là u, thực ra cách học rất là nhẹ nhàng, bao giờ nó có thêm u phải chẳng gì cả. Em thầy, thầy y bằng căn u, khi nào nó u hả thầy? Khác x thì là u. Căn u này, coi như ông Nam là người hệ thống, thầy là người hệ thống thôi. Còn về mặt kiến thức em có thể biết chỗ này, biết chỗ kia. Ông Nam chỉ là người góp nhặt hệ thống lại, sắp xếp và ngăn nắp hơn. Và khi làm phản xạ nó được tốt hơn, chả được cái gì hơn, cái sự ngăn nắp cả. Như thầy như này, nó vẫn bằng 1 trên 2 căn u. Ok chưa? Giống hệt nhưng nó khác ở chỗ đó là nó u phải. Thì trong này thầy soạn phần đạo hàm nó ít quá, nó có mỗi mấy câu bọ thì thôi thầy tiết kiệm đạo hàm thì bịa. Thầy làm ra khoảng 4-5 câu, sau đó tất cả từ 2.1 cho đến 2.7 gì đấy, 7.2 em làm hết là được. Thầy làm cho em khoảng mấy câu cho em. Đạo hàm thì dễ rồi, đạo hàm thầy không nói làm cái gì. Thế nên ở đây thầy nói về mặt ví dụ. Ví dụ nhé, y này bằng này. Rồi, đạo hàm thì nó là đẳng cấp của đẳng cấp mũ 7. Hàm này là hàm hợp. Y đạo hàm chắc chắn có cái phải nghe đấy, đừng làm trước nha. Đến khi thầy làm đến câu số 4 em ngồi làm, em làm luôn là luôn. Chắc chắn có cái phải nghe. Ở đạo hàm lên, đạo hàm lên. Ở u mũ 7, đạo hàm bằng 7 u mũ 6 x cộng 1. Nhìn quy luật nha, nó không có gì ngoài quy luật đâu. Nhân với u phẩy
đây là quen rồi, không ai có cái dòng này cả, này là đào hàng ngay. U 7 này, đào hàng lên thì bằng 7 U 6 nhân U 7, không phải là X thì nó là U. U là tất cả những cái gì khác X. 7 X 3 cộng X cộng 1 tất cả U 6 nhân X. Cái mình cộng 1 phòng nào với tôi à. Ok, câu đầu tiên chưa? Ok, để làm tiếp này. Nó lên dần dần. Ví dụ số 2. Ví dụ số 2 này, anh phải nốt lại cẩn thận nha. Nào, nhìn bài này. Y bằng căn bậc 5 của 2x cộng 1. Nhiều bài nó không ra cái đáp án cụ thể đâu. Nó sẽ ra cái đáp án như thế này. Hoặc nhìn thẳng như thế này, đều lắm. Rồi, thì bắt đầu làm đào hàng con này này. Thầy làm này, thầy mũ 5 2 về, thầy không đạo hàm bộ. Nhiều người đạo hàm bằng cách là bỏ cái căn này ra, thầy không đạo hàm kiểu đấy. Thầy mũ 5 2 về. Chưa hề tính nha, chưa hề tính nha, chưa hề tính nha. Thầy mũ 5 2 về, và để chưa? Đạo hàm 2 về. Ok chưa? Mà y mũ 5 đạo hàm thì nó là hàm hợp. Đào hàm lên nó bằng này, nhìn thấy này, 5 y mũ gì? Mũ 4, nhưng nó có phải x không? Không phải x. Mà nếu không phải x thì nó là hàm hợp. Hàm hợp luôn luôn có cái vui ở sau. Còn lại về nhà dành thời gian đọc lại nhé. Bằng này, 1 đào hàm bằng 0, 2 x đào hàm thì nó bằng 2. Ok chưa? Và khi đến đây rồi thì em làm ra kết quả. Thầy tính ra được y phẩy này, tương đương này, y phẩy bằng 2 chia 2 chia 5 y mũ 4. Và nhiều bài đạo hàm nó dùng lại ở đây. Tự nhiên vào bài thấy y chả biết là cái đấy gì cả. Hóa ra nó là cái này. Ok. Cái ông Nam này. Rồi, đấy update công nghệ. Thầy làm lại lần 2. Thầy cho em xem cái xiếc này. Chọn nhá, mũ 5 hay về, thằng này mất căn, thằng này mũ 5. Y mũ 5 đạo hàm bằng 5 y mũ 4. Ông Nam bảo rằng cái gì không phải là x đều là hàm hợp. Hàm hợp thì cho nó thêm cái đuôi. Chọn chưa? Thế thì rút ra y phẩy sẽ bằng 2 chia ra còn lại. Kết quả của đạo hàm. Ok, làm thêm câu nữa nó mới hay. Nhìn ví dụ 3 này, như phù thủy luôn. Ví dụ 3, chỉ nghe và cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Rồi, không à, cái này ai tính được không? Không, nhiều lúc đáp án nó cho dị lắm. Bình phương hai vế, có ra cái đáp án không? Có, nhưng mà thầy đang muốn làm cho thử dị. Bình phương hai vế. Ok chưa? Rồi, đáp hàng hai vế. Ôi, ông này bắt đầu dị rồi đấy. Tôi thuộc công thức cho nhanh không? Cứ tin đi. Đáp hàng nó bằng 2y nhân y phẩy. Thầy ơi, x đào hàm gì bằng 1. Thế là người ta bảo cho hàm y bằng căn x biểu thức nào sao đi đúng. 2y nhân y phẩy bằng 1. Rồi, rút ra thì hay cơ. Y phẩy bằng 1 chia 2y. 1 chia 2y. Hay chưa? Ôi, thầy ơi, y là gì? Y là căn x. Vòng vo nó lại về đáp án cuối cùng. Y là gì hả thầy? Nhưng mà nhiều bài đến lúc làm trắc nghiệm cái phần này nó cho đều lắm. Học sinh chỉ biết là đạo hàm này nó bằng cái này. Và khi nó làm trắc nghiệm nó là biểu thức nào sau đây đúng. Nó chỉ cho dừng lại ở đây thôi. Cho y bằng căn x biểu thức nào sau đây đúng. 2 y nhân y phẩy bằng 1. Hay chưa? Thế tự nhiên mình chưa bao giờ làm đào hàm kiểu này cả. Tự nhiên nhìn đến đây xong chịu. Thế bạn. Ok chưa? Rồi, em có thể xem cái cách mà thầy vừa tiếp cận. Thầy làm thêm một nhát nữa. Ok, thầy làm thêm nhát nữa này. Thầy làm thêm nhát nữa này. Câu số 4. Ví dụ 4. Ok, thầy làm thêm nhát nữa. Ví dụ 4. Rồi, cái ông Nam này. Nào, y bằng căn bậc 2 của
5x cộng với cả 4x. Rất nhiều cách làm nhé. Đây là về làm theo cách đó là đơn sơ nhất. Để làm theo cách theo kiểu là bình thường từ trước đến nay người ta vẫn thường làm. Áp dụng công thức. Thầy ơi, căn u hết. Thầy khi nào áp dụng công thức, khi nào làm khác là thầy không có khi nào cả. Dựa vào đồ bài. Đấy. Thế nên thầy làm một cách khác thì em thấy được rằng hóa ra nó có cách này. Nhá. Chỗ này hoàn toàn có thể chúng ta thay đáp án vào y bằng cái này. Lấy cái này thay vào đây. Thế là y phẩy hoàn toàn là x. Được không nhỉ? Chẳng qua là thầy đi một con đường khác thì em thấy cái đầu nó rộng hơn thôi. Còn nếu làm bình thường thì như thế này. Thầy làm theo hai cách. Bình thường và dịch. Đây là bình thường. Thầy làm bình thường này, thầy làm bình thường này. Thầy ơi, đào hàng một căn u có cái gì đâu? Ừ. Hai căn u 3x cộng cả 4x 2. Nhưng do nó là u nên nhân với cả u phẩy. Này, u phẩy 3x cộng cos x phẩy. Và đáp án cuối cùng y phẩy bằng 3x đào hàm thì bằng 3, cos đào hàm bằng 9. Wow, đáp án này 2 3x cộng cả cos x. Ok. Cách bình thường mà mọi thứ nó đều diễn ra như thế này. Trời ơi, cách gì thầy làm cho em được không? Được. Nhiều bài cho cái kiểu thức gì thì đáp án nó lại ra được kiểu khác, lại chơi được kiểu đều. 3x cộng 4x. Thầy vừa bình phương hai vế, thực ra hai cách nó đều là một, nhưng người ta làm căn nó theo kiểu gì. Sau khi bình phương hai vế thì đạo hàm y bình đạo hàm thì nó bằng 2y nhân hàm r bằng 3x. Thằng này đạo hàm bằng 3, cos đạo hàm bằng trừ sin. Thì nhiều khi người ta bảo rằng là cho hàm số như thế này, biểu thức nào sẽ gây đúng. Nhưng có cái biểu thức to đúng. Chưa làm cách gì bao giờ tự nhiên nó lại thành khoai. Còn đó về mặt bản chất, cách gì, cách ở trên giống nhau. Em rút ra cái y phẩy như này này. Em rút ra cái y phẩy nó bằng 3 trừ sin x chia cho 2y. Y là gì? Y là căn, tôi lắp cái căn vào đây, giống vậy. Còn lại là thầy để em về nhà em dạy ra em đọc thêm. Thầy đã hứa là kính bảng thôi hết cái này rồi, đạo hàm hoàn toàn dành cho em hết. Thầy không xem vào tí nào cả. Em có 7 câu đạo hàm, làm xong em và thầy chinh phục bằng bài. Hết bài. Thầy đứng sang bên cạnh nha. Và hàm trong sức làm đấy. Sang phần số 3, tính chất của hàm lũy thừa. Khi học tính chất của hàm lũy thừa cần chú ý hai mục nhỏ nhỏ sau đây. Mục thứ nhất, sách giáo khoa giới hạn x. Người ta chỉ khảo sát cái hàm lũy thừa này trong khoảng x lớn hơn 0. Còn cái trong cái biên mà x nhỏ hơn 0 người ta không xem. Hết, đó là cái thứ nhất. Nha. Rồi, ý của thầy muốn nói rằng là x chỉ thuộc trong khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Những khoảng khác chúng ta không xét. Ok chưa? Chính vì chúng ta chỉ xét trong khoảng x thuộc từ 0 cho đến dương vô cùng nên thầy giảng một hình sau đây. Đồ thị hàm số có các dạng như thế này. Tất cả phụ thuộc hết vào cái alpha. Chúng ta nhìn vào cái alpha để thầy giảng. Thế thì thầy giảng trường hợp đầu tiên này, trường hợp 1 này. Trường hợp đầu tiên. Úi giời ơi. Trường hợp 1, em mở đề ra mà em nhìn thấy alpha nhỏ hơn 0. Ok chưa? Alpha nhỏ hơn 0. Thế thì alpha nhỏ hơn 0 thầy diễn tả tại sao nhá. Em nhìn thấy này. Khi mình đạo hàm lên, thằng này đạo hàm lên thì nó bằng alpha nhân x mũ alpha trừ đi 1. X là một số dương. X là một số dương thì dù alpha có bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì cả cái chỗ này luôn dương. X của thầy bằng 5, 5 mũ âm 1000 vẫn là số dương. Nếu x là số dương thì mũ bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì biểu
tính chất của hàm lũy thừa phụ thuộc vào mũ của nó. Mũ mà âm mở đề ra đừng bao giờ tính đạo hàm. Mũ mà âm hàm nghịch biến không thể làm thêm cái gì cả. Ok chưa? Thế nên mũ mà âm, mũ âm này em ơi nhìn này, hàm gì? Hàm nghịch biến. Hết bài. Đó là ý thứ nhất. Được chưa? Rồi, nghịch biến mà ghi chữ nghịch biến không tôi là khoai lắm. Nghịch biến trên không cho đến dư. Vậy mình chỉ xét trong khoảng này thôi. Mình nói cái từ là nghịch biến trên R là sai đấy. Được chưa? Nghịch biến trên R là sai đấy. Nghịch biến trên khoảng từ không cho đến dư vô cùng. Thầy mà dạy đến đây thầy vất. Em ấy tưởng tượng là từ tiếp cất nó chỉ có vài giây. Và hàm này có dạng như sau. Trong thôi nhá, trong thôi. Này, do x chỉ lấy phần dương nên đồ thị hàm này ta bỏ hết, chỉ có mỗi cái này thôi. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Y đây là hàm nghịch biến này, đồ thị của hàm số khi nghịch biến. Và hàm này là y bằng x mũ alpha trong trường hợp alpha gì đây? Âm. Đi từ trái qua phải, đồ thị có xu hướng đi xuống. Hàm này là hàm nghịch biến. Hàm này có hai đường tiếp cận. Tiếp cận đứng chính là trục tung. Tiếp cận nhanh chính là, em nhìn hình đi, nhìn đi, chính là trục gì? Trục quanh. Có người hỏi thầy ơi, hàm này có tiếp cận không? Có. Mấy tiếp cận? Hai tiếp cận. Làm sao để biết nó có hai tiếp cận? Mở đề ra trắc nghiệm là nhanh lắm em ơi. Mũ âm. Ok chưa? Mũ âm có hai tiếp cận và đồ thị là hàm nghịch biến. Thầy nói rất là rõ ràng, không bao giờ cần phải làm một ví dụ nào cả. Ok chưa? Và để cho có thêm màu sắc thì hàm này nó đi qua một điểm đặc biệt, đó là nó đi qua điểm toa độ 1:1. Điểm này điểm đặc biệt. Điểm đấy là điểm có tọa độ 1:1 luôn đi qua. Thầy giảng dạy xong nửa ý này. Phần giảng ba này thì không chưa ví dụ nào đâu. Thì ở đây em tự động và em tự làm được hết. Còn thầy dạy nó là đặc tập nha. Rồi, xong ý thứ nhất. Hàm nha, rất là gãy gọn đấy. Alpha âm hàm nghịch biến có hai tiếp cận thế. Có nửa dòng thôi. Alpha âm hàm nghịch biến đồ thị hàm số có hai tiếp cận và nó tinh ý hơn, nhớ là đồ thị. Mở đề ra một cái đồ y bằng x mũ trừ 5, đồ thị nào sau đây đúng? Thế là trong bốn hình chúng ta chọn đồ thị này là sao nhá. Y bằng x mũ trừ 5, y bằng x mũ trừ 10, y bằng x mũ trừ 100, đúng là đồ thị như thế này. Đồ thị mũ âm ông nam này trừ 2 alpha mang dấu dương. À, dương thì không phải nói nhiều. Y phẩy bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1 lớn hơn không? Hàm này hàm đồng biến. Trên. Nhớ có từ trên nhá. Ngoài cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng sách giáo khoa không khảo sát đâu. Phần sau nó hàm một cái khác. Nó không đi như này đâu. Đây chúng ta mặc định thì xét trong khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Và đồ thị khi mà thầy vẽ, thầy chỉ vẽ từ 0 đến dương vô cùng thôi. Thầy chủ động thầy chỉ vẽ từ 0 đến dương vô cùng. Còn ngoài khoảng kia là nó khác. Học sâu hơn em search trên mạng, ngoài khoảng từ 0 đến dương vô cùng đồ thị nó hoàn toàn khác. Ok chưa? Ok. Thầy ơi, alpha dương đồ thị nó đi như nào? Ôi dồi ôi. Riêng dương nhá. Dương có 3 hình dương. Đấy. Đều cực. Thầy làm rất chậm đoạn này nhá. Hàm lũy thừa luôn luôn đi qua điểm này. Đấy. Hàm lũy thừa luôn luôn đi qua điểm này bởi vì nếu x bằng 1, em ơi, nếu x bằng 1 alpha bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì một mũ gì cũng sẽ bằng gì? Bằng 1. Nên cái đồ thị này luôn đi qua điểm rất đặc biệt là điểm toàn độ 1:1. Cho x bằng 1 mũ không quan trọng, luôn luôn bằng 1. Thầy ơi, thầy giảng nốt cái đồ thị này cho nhá. Ừ.
Tham đông biến đồ thị đi như thế này. Đồ thị đi như thế này. Đi từ trái qua phải, đồ thị có xu hướng gì? Tăng. Hình đi như thế này khi alpha lớn hơn 1. Nhớ để làm trắc nghiệm liên quan đến tính chất hình học nhé. Thầy không muốn thầy chữa câu nào đâu, em phải tự làm đấy. Được không nhỉ? Được. Vậy thì mở đề ra, nếu đầu bài cho hàm đó là y bằng x mũ 5, y bằng x mũ 7, y bằng x mũ 3 phần 2. Tất cả cái kia đồ thị đi này, alpha lớn hơn 1. Ok chưa? Xong nhá, xong nhá. Rồi, ông Nam, alpha nhỏ hơn 1, đồ thị đi như thế này. Mình nhớ hết cả dạng, đi vào bài mình trắc nghiệm. Nó như cái lá, nó như cái parabol, nó bị nằm ngang, ép phải nằm ngang. Trường này này. À, tất cả hình này alpha đều mang dấu dương. Alpha dương đạo hàm lớn hơn 0, đồ thị là đồng biến. Đồng biến có 3 loại đồng biến. Lớn hơn 1 có hình như màu vàng. Alpha lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 có nghĩa là ví dụ y bằng x mũ 1 phần 10. Đồ thị có dạng như thế này. Trường đẹp nhất. Cái này phải học thuộc thôi. Làm trắc nghiệm thì nó bay nha. Cái này thì nó đùa với em chỉ học thuộc thôi. Thầy làm em hiểu còn em chắc phải học thuộc thôi. Ok. Ok. Chúng mình nói về điều kỳ diệu của chúng ta. Không nhỉ? Đây. Alpha nhỏ hơn 0. Alpha nhỏ hơn 0. Hình này. Chuẩn chưa? Chuẩn. Alpha lớn hơn 0 thì có 3 đoạn. Đoạn này. Hình 2. Số 1. Hình 3. Và lớn hơn 1. Hình 4. Nhỏ hơn 0. Lớn hơn 0. Lớn hơn 1 bằng 1, nhỏ hơn 1. Thế thầy ơi, ba thằng này có điểm gì chung à thầy? Ôi mẹ ơi, câu chốt cuối cùng nhá. Thầy buông vấn này. Ba thằng này có một đặc điểm chung, đó là hàm số không có tiếp cận. Có tiếp cận đâu? Không. Nhỏ hơn không có hai tiếp cận, lớn hơn không không có tiếp cận. Đồ thị tất cả là sự cảm nhận. Thầy giảng xong dạng số 3. Tất cả em làm cho thầy bài tập dạng 3 hết 6 câu là xong. Em có độ 7 phút, hôm nay thầy không chưa ví dụ nào cả. Nếu tự làm 6 câu mà chỉ sai một câu thôi, coi như là yêu cầu. Thế bạn, chúng ta sẽ gặp nhau ở bài số 2.